Giai đoạn 60 đến 69 tuổi, có 5 bí quyết trường thọ này, rất đơn giản và hiệu quả, nhưng ít người biết để áp dụng. Quý vị thân mến, bạn có từng thắc mắc rằng tại sao có những người sống thọ đến hơn 100 tuổi mà vẫn giữ được sự minh mẫn và sức khỏe dẻo dai không? Bí quyết của họ không phải là những liệu pháp phức tạp hay những loại thuốc đắt tiền, mà là những thói quen đơn giản, dễ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, những bí quyết này lại ít được biết đến, ít được coi trọng để áp dụng. Hãy cùng Bờ Tỉnh Thức khám phá những bí mật trường thọ vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả này để có thể tận hưởng cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Cụ bà Lâm Hoàng Anh ở làng Phạm Gia Thạch Tào, huyện Cử là một trong những ngôi sao trường thọ của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ở tuổi 102, cụ Lâm vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cụ Lâm Hoàng Anh sinh vào tháng 7 năm 1919. Tuy đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ của cụ bà này vẫn rất tốt. Sống trong một gia đình lớn, có gần 100 người, thế nhưng cụ Lâm vẫn có thể nhớ rõ tên và từng thế hệ trong nhà, không có chút nhầm lẫn nào. Chia sẻ về bí quyết sống thọ, người thân cho biết cụ Lâm có 5 thói quen, luôn thực hiện đều đặn theo 5 tháng. Đây cũng chính là chiếc chìa khóa để duy trì và kéo dài tuổi thọ mà ai cũng có thể học hỏi. Bí quyết 1. Ăn uống theo cách này. Theo chia sẻ của gia đình, cụ Lâm rất thích nấu ăn và là người ăn uống rất thoải mái, không kén ăn bất cứ món gì. Khẩu phần ăn hàng ngày của cụ Lâm rất lành mạnh, gồm đa dạng thực phẩm, nhưng chủ yếu vẫn là rau. Đặc biệt, cụ bà 102 tuổi này rất thích ăn bánh xèo. Ngoài ra, thói quen ăn uống đúng giờ, ngày 3 bữa đầy đủ cũng giúp cụ Lâm nạp đủ năng lượng, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh. Cụ ít ăn vặt, nhất là vào ban đêm, trừ phi quá đói. Mỗi bữa cụ chỉ ăn no đến 70-80% và nhai rất kỹ. Ở tuổi 102, cụ bà này không mắc bệnh gì và có sức khỏe rất tốt. Có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Các chuyên gia cho biết, việc duy trì một thói quen ăn uống lành mạnh cũng là yếu tố then chốt cho một cơ thể khỏe mạnh. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người, không chỉ giúp cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể mà còn làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được, ăn càng nhiều càng tốt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người ăn uống lành mạnh sống lâu hơn, trong khi những người ăn uống vô tội dạ thì tuổi thọ ngắn hơn. Bí quyết 2. Thích vận động cách này. Bên cạnh việc ăn uống điều độ, cụ Lâm còn có một thói quen rất tốt cho sức khỏe, đó là chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Theo chia sẻ của gia đình, mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng cụ Lâm không chịu ngồi yên, mà vẫn tất bật làm việc nhà từ quét dọn, may vá đến nấu nướng. Những công việc này được bà cụ 102 tuổi duy trì từ những ngày còn trẻ. Sinh ra trong nghèo khó và trải qua những giai đoạn khó khăn của đất nước, cụ Lâm đã phải làm rất nhiều công việc để duy trì kế sinh nhai cho gia đình. Việc chăm chỉ lao động mỗi ngày như thế đã giúp cụ bà này rèn luyện cơ thể, từ đó nâng cao sức khỏe hiệu quả. Cháu gái của cụ Lâm cho biết, ở tuổi 102, bà tôi vẫn đi lại rất linh hoạt và có thể làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Dẫu vậy, vì lo lắng cho sức khỏe của cụ, con cháu vẫn thường khuyên cụ Lâm nên nghỉ ngơi, thế nhưng cụ bà này vẫn gạt đi và xem làm việc như niềm vui tuổi già của mình. Bí quyết 3. Sống lạc quan. Nhiều người cho rằng tuổi thọ của cụ Lâm có liên quan đến chế độ ăn uống, thế nhưng các con của cụ đều cho rằng điều đó chỉ đúng một phần. Thay vào đó, họ cho rằng mẹ của mình sống thọ là nhờ thái độ sống tích cực, lạc quan. Theo chia sẻ của gia đình,
Cụ Lâm là người có tấm lòng bao dung, sống rất vui vẻ và luôn tử tế với mọi người. Trải qua những năm tháng tuổi thơ, sống trong thiếu thốn và mất mát vì chiến tranh, cụ bà 102 tuổi này hiểu rõ hai từ hòa bình quý giá đến nhường nào. Vì vậy, cụ luôn trân quý cuộc sống đủ đầy hiện tại, trân quý cả những mối quan hệ xung quanh và chưa bao giờ than phiền về bất cứ điều gì trong cuộc sống. Năm 100 tuổi, cụ Lâm phải trải qua ca phẫu thuật đục thủy tinh thể. Dù là một cuộc đại phẫu, thế nhưng khi phải đối mặt với nó, cụ không hề sợ hãi mà vẫn lạc quan và đặt trọn niềm tin vào bác sĩ. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Lâm cho biết cụ luôn hài lòng với cuộc sống của mình, không còn mong cầu điều gì thêm nữa. Đây cũng là cách sống giúp cụ có ít phiền não, kéo dài tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu cũng chứng minh rằng thái độ sống lạc quan có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng sinh học của con người. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, ở những bệnh nhân đã điều trị ung thư, những người có tâm trạng tốt, tinh thần lạc quan có tỷ lệ tái phát bệnh thấp và thời gian sống lâu hơn, trong khi những bệnh nhân bi quan, chán nản, có tỷ lệ tái phát cao và thời gian sống sót ngắn. Có thể nói, thái độ sống vui vẻ, lạc quan cũng là một trong những bí quyết vàng giúp cụ Lâm sống lâu và khỏe mạnh hơn. Bí quyết 4. Về già vẫn ham vui. Những người sống thọ đều có cách chơi riêng mình. Cuộc sống từ trẻ đến già là quy luật tự nhiên không thể cưỡng lại, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ sống cho chính mình. Biết chơi là một cách sống tao nhã, một tâm hồn tươi trẻ là cách tốt nhất để trì hoãn sự già đi. Trên thực tế, hầu hết những người sống lâu đều có cách chơi của riêng mình. Khi về già, Newton, một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thích thổi bong bóng xà phòng bằng ống hút. Những màu sắc rực rỡ luôn làm ông thích thú. Một nhà kinh tế học nổi tiếng, thậm chí còn tự gọi mình là nhà khoa học chơi lớn, nghiên cứu về chơi gần như đã trở thành chuyên ngành thứ hai của ông. Chơi máy tính, viết blog và chơi game trí tuệ không thua gì giới trẻ. Những người già cùng nhau đi du lịch, khiêu vũ, chơi bóng, dắt thú cưng đi dạo, viết sách và chơi cờ. Những hoạt động này không chỉ rèn luyện thân thể, mà trạng thái tinh thần của họ cũng rất khác nhau. Ngay cả khi không ra ngoài, nhiều người cao tuổi vẫn có cách vui chơi của riêng mình, từ đọc sách và thưởng thức trà, đan áo len, trồng hoa và cây cỏ, vẽ tranh phong cảnh và học nấu ăn, có thể khiến họ rất bận rộn. Ai biết chơi sẽ sống lâu, vui chơi có thể giúp người già rèn luyện sự nhạy bén của não bộ và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ. Đi ra ngoài cũng có thể tăng cường dung tích phổi và tuần hoàn máu của người già, giảm tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch. Nếu bạn giành chiến thắng trong một số trò chơi nhóm hoặc trò chơi đối đầu, bạn cũng có thể thêm cảm giác tự hào và cảm thấy rằng tôi vẫn còn hữu ích. Điều quan trọng nhất là chơi có thể giúp người già thoát khỏi sự cô đơn, mở mang đầu óc và tự nhiên giúp họ kéo dài tuổi thọ. Cuộc đời là một chuyến hành trình, chúng ta cần phải tận hưởng từng khoảnh khắc. Câu nói của nhà triết học Aristotle nhắc nhở rằng, niềm vui và sự tận hưởng là yếu tố quan trọng để kéo dài cuộc sống. Đừng nghĩ ăn chơi chỉ dành cho giới trẻ. Một số người cao tuổi thích lướt Internet và viết blog, nhưng họ sợ người khác nói rằng họ già mà ham. Thực ra không cần phải lo lắng như vậy. Với tiêu chí đảm bảo sức khỏe và an toàn, người cao tuổi nên thử chơi với mọi thứ mới. Đăng bài trên diễn đàn, chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số, chia sẻ khoảnh khắc với tư cách là những người già trong thời đại mới, chúng ta có can đảm để thử. Người già nên vui chơi nhiều hơn. Khi nghỉ hưu, nhiều người cảm thấy rằng họ đã mất mục tiêu cuộc sống và không có hứng thú làm bất cứ điều gì. Càng về già càng nên buông bỏ những vướng bận cuộc đời. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn không thử những điều mà khi còn trẻ bạn không dám nghĩ tới. Chơi là quá trình tìm kiếm sự tự tin và hạnh phúc.
chơi ngay tại nhà, nhà là một nơi tốt để chơi. Trang trí nhà cửa, làm đẹp các góc nhà, trồng hoa là hoạt động thể chất thích hợp để rèn luyện sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ cho người lao động, người hưu trí, đồng thời cũng là cơ hội nâng cao tính nghệ thuật. Khi chơi phải vận động tay mắt, ví dụ các trò chơi như tìm điểm khác biệt và đi trong mê cung trên báo có thể rèn luyện thị giác. Đánh máy, đọc sách có thể rèn luyện trí não. Nghe nhạc và khiêu vũ có thể kích thích hiệu quả các dây thần kinh phản xạ của người già. Ngoài ra, tranh thêu chữ thập cũng rất thích hợp để người lớn tuổi giải trí. Nó không chỉ vận dụng đôi tay, đôi mắt và khối óc, mà còn mang lại cảm giác hoàn thiện tuyệt vời cho những tác phẩm thêu. Kết nối bạn bè, người già phải có một nhóm bạn chơi thân thiện. Một số người già chơi với hoa và chim, nhưng ít giao du với người khác. Đây không phải là một trạng thái tốt của cuộc sống. Người già cần bạn bè hơn người trẻ. Vui chơi không nên gò bó trong nhà. Người cao tuổi nên ra ngoài giao lưu với bạn bè nhiều hơn như ca hát, khiêu vũ, chụp ảnh, tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Du lịch cũng là một cách tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn và nâng cao hiểu biết. Đắm mình trong những hồ nước và núi non tuyệt đẹp khiến con người cảm thấy thoải mái và có sức hấp dẫn độc đáo. Bạn có thể tham gia vào nó, thư giãn cơ thể và tinh thần, chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Tuổi trẻ là một trạng thái của tâm trí, những người có thể chơi sẽ không bao giờ già. Nhìn chung, biết chơi không chỉ là cách để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần, mà còn là chìa khóa để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Đời là một bức tranh, và mỗi ngày chúng ta là người nghệ sĩ tô điểm cho bức tranh ấy. Câu nói của Picasso nhắc nhở rằng mỗi người đều có thể biến cuộc đời mình trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn thông qua những hoạt động vui chơi và sáng tạo. Bí quyết 5. Khi tuổi già đến, nói ít đi hai câu này sẽ giúp gia đình hưng thịnh và sống khỏe thọ hơn. Tôi từng đọc được một thông tin thế này, một thương hiệu nội thất nổi tiếng đã thực hiện thí nghiệm như sau: hai cây cùng loài, một cây bị lăng mạ, cây còn lại được ca ngợi. 30 ngày sau, trong cùng một môi trường và điều kiện sống, hai cây có kết quả khác nhau. Cây nghe lời khen ngợi khỏe mạnh, cây bị nguyền rủa bắt đầu héo úa, lá rủ xuống và chuyển vàng. Điều này tiết lộ một sự thật rằng lời nói ác ý có sức sát thương lớn, ngược lại, lời khen ngợi là một sức mạnh tích cực. Dù cây không hiểu ngôn ngữ con người, nhưng thí nghiệm này nhằm nhắc nhở con người rằng hãy nói lời tốt đẹp, tránh bạo lực ngôn ngữ, nhất là khi đã già, càng cần nói ít đi vài câu để gia đình thêm phần hưng thịnh. Cùng với tuổi tác, mỗi người chúng ta đều sẽ bước vào giai đoạn cuối đời. Giai đoạn này, việc tương tác với con cái trở thành một vấn đề quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị hai câu chuyện sâu sắc, không chỉ tiết lộ sự khôn ngoan của người cao tuổi trong việc hòa hợp với thế hệ trẻ, mà còn cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tránh trở thành một người già cố chấp. 1. Đề nghị của con cái, đừng nói không được, hãy nói có thể. Kỳ nghỉ này, nhiều người làm việc xa nhà đã tranh thủ về quê sum họp cùng cha mẹ. Điều này lẽ ra phải là một chuyện vui vẻ, nhưng với nhiều người lại là một trải nghiệm khó chịu. Em họ của bạn tôi, A Yến, cũng cảm thán rằng lần này về coi như xong, Tết này sẽ không về nữa. A Yến xa quê đến Thượng Hải lập nghiệp từ con số 0, cùng gia đình chồng phát triển công ty gia đình, trở thành trưởng phòng, cuộc sống đã thay đổi. 2 năm không về nhà, A Yến rất mong chờ kỳ nghỉ này. Trước tiên là đã hẹn với một bệnh viện lớn, muốn đưa bố mẹ lái xe hơn 200 cây số đến thành phố để khám sức khỏe tổng quát cho bố mẹ, vì bố mẹ đã trên 65 tuổi, thường làm nông, sức khỏe không tốt. Điều này làm cô rất lo lắng. Nhưng kế hoạch này bị bố mẹ cô phủ quyết trước khi cô về nhà, với lý do tốn tiền,
không có thời gian. Thứ hai, gia đình chồng của A Yến chuyển từ kinh doanh mỹ phẩm sang kinh doanh trà. A Yến đã đủ khả năng tự chủ, lần này cũng mang về nhiều mỹ phẩm và trà quý để tặng cho người thân như món quà. Nhưng ý định này cũng bị bố mẹ cô phủ quyết, với lý do họ là nông dân, không quan tâm đến mỹ phẩm, không dùng được. Còn trà thì không cần, vài nghìn đồng, không khác gì với vài đồng ngoài chợ. Thế là A Yến về quê, theo sự sắp xếp của bố mẹ, chỉ gọi người thân đến ăn một bữa trưa, nói vài câu rồi giải tán. Kỳ nghỉ tiếp theo chỉ là giúp bố mẹ phơi thóc, thu rơm. Niềm mong chờ cả gia đình vui chơi đã bị thực tế đập tan, và không ngừng là sự lo lắng của bố mẹ về việc cô đi xa lấy chồng. Sự lo lắng này làm cô cảm thấy xấu hổ trước chồng. Dù con trai không quan tâm đến chuyện của người lớn, nhưng cũng rõ ràng cảm thấy sự ngột ngạt, muốn về sớm. Thật ra, đối với bố mẹ của A Yến, điều họ cần nghĩ không phải là cố gắng làm việc nhiều hơn để giúp con cái, cũng không phải là lo lắng cho sự nghiệp của con cái, mà là ủng hộ, động viên và khẳng định con cái. Chỉ có như vậy, con cái mới cảm thấy bố mẹ là điểm tựa lớn nhất, những gì mình làm có ý nghĩa. Đáng tiếc, nhiều bố mẹ không nhìn nhận thực tế, chỉ sống trong thế giới của mình, không thấy được sự tiến bộ của con cái, cũng không chia sẻ niềm vui từ thành công của con. Họ cố chấp cho rằng những thành công đó chỉ là tạm thời, không đáng nhắc đến. Điều này tạo nên vết thương không thể lành trong lòng con cái. Khi già đi, chỉ có nhận thức được điều này mới thực sự tôn trọng con cái và thực sự buông tay để con cái tự khám phá con đường của mình. Đối với món quà từ con cái, đừng nói không cần, hãy nói rất tốt. Đối với nhiều bố mẹ, họ cần cù và tiết kiệm, cả đời ước muốn tự cung tự cấp, không làm phiền con cái. Vì vậy, những lời mời của con cái như dọn lên thành phố ở cùng, họ từ chối. Những đồ con cái mua cho họ, họ cũng từ chối. Cách kiềm chế này làm con cái càng đau lòng. Bạn của công ty, Tiểu Quyên sau khi kết hôn sống cùng bố mẹ chồng, mỗi lần về nhà cô đều mua đồ cho bố mẹ hai bên. Thói quen này đã kéo dài hơn 10 năm, nhưng cô đã ngừng mua đồ cho bố mẹ chồng, chuyển sang cho tiền, vì mỗi lần cô chọn đồ cẩn thận, mẹ chồng đều chê đủ kiểu, cuối cùng để dưới đáy tủ hoặc thỉnh thoảng mới mặc, khi mặc lại nói trước mặt mọi người là con dâu không có mắt thẩm mỹ. Nói nhiều, Tiểu Quyên cũng buồn vì chị chồng mua đồ gì, mẹ chồng đều khen, khoe khắp nơi. Sự phân biệt đối xử rõ ràng làm cô có gút mắt, thêm việc mẹ chồng luôn phản đối cô. Cô cũng khẳng định mẹ chồng không thích mình, mỗi lần về nhà cảm thấy như ngồi trên đống lửa, rất khó chịu. Nhưng khi mua đồ cho mẹ mình, Tiểu Quyên rất vui. Cô nói, dù mẹ cô cũng không hài lòng với đồ cô mua, nhưng rất vui vẻ, đi đâu cũng khoe con gái con rể tốt, nên cô càng mua nhiều đồ cho mẹ, cô rất thích thấy bố mẹ vui khi nhận quà. Đây là ước nguyện của mọi người con. Một món đồ có thể rất đắt, nhưng quý hơn là tấm lòng của con cái. Dù rất rẻ, nhưng cũng là sự nhớ nhung của con cái. Người già thông minh luôn nhận quà của con cái với nụ cười, vui vẻ mặc vào. Vì họ hiểu, hành động này là cách con cái thể hiện lòng hiếu thảo tốt nhất. Người ta nói, nhà có người già là có báu vật, một người già biết nói chuyện là phong thủy tốt nhất của gia đình. Những lời khen ngợi, động viên như dòng năng lượng không ngừng, thúc đẩy con cháu tiến bước. Là một bà cụ không phá vỡ niềm vui thật khó từ truyện của Minh Nguyệt, bà ngoại tôi sống đến 90 tuổi, con cháu đều yêu thích ở gần bà, nhưng mẹ tôi thì không học được điều này. Tôi mua đồ cho mẹ, mẹ chê phí tiền, qua què, tôi không mặc. Quá chật, trả lại đi, tôi cố chịu, một năm không mua đồ cho mẹ, mẹ không chịu nổi. Gần đây, mẹ nói bóng gió, mẹ ước có 6 con gái như dì lớn của con, mỗi ngày mua đồ mới.
Tôi đổi chủ đề. Thời tiết đẹp, mẹ, mẹ xuống nhà, không nói nhiều với mẹ, đừng làm mẹ buồn. Tôi cố tình trêu mẹ, ai bảo mẹ làm hỏng niềm vui. Từ khi lên đại học, tôi đã mua đồ cho mẹ, không tiếc tiền, dùng tiền làm thêm mua đồ cho mẹ. Tôi đi làm rồi, quanh năm suốt tháng cung cấp quần áo mới không ngừng, từ áo lót, quần đùi, tất, mũ đến khăn quàng. Tôi chỉ có một mẹ, dù bà thiên vị anh trai tôi, nhưng tôi vẫn phải thể hiện lòng hiếu thảo, không thiếu một phần nào. Mẹ tôi rất đẹp, cao 1m62, khuôn mặt thanh tú, một mắt to một mắt nhỏ, nhưng rất hài hòa. Bà là một người mẫu trời sinh, mặt gì cũng đẹp, nhưng càng lớn tuổi, bà càng kén chọn. Bạn tặng áo mới, bà sẽ dội nước lạnh vào bạn ngay, làm bạn mất hứng. Ví dụ, tôi tặng mẹ áo khoác lông vũ, bà nói thích áo bông. Tôi mua áo bông, bà nói thích áo len. Tôi mua áo len, bà lại chê nặng. Chẳng hạn, tôi tặng mẹ áo bông màu xanh lục, rất trang nhã. Bà nói, màu này quá trầm, không vui vẻ chút nào. Thôi được, lần sau tôi đi cửa hàng quần áo trung niên cả buổi, chọn cho bà áo bông hoa nhỏ màu đỏ, bà mặc vào nhìn rất hồng hào. Mẹ tôi lại cào nhào, màu này quá chói, mặc lên giống như bà mối, tôi không mặc ra ngoài được. Tết năm đó, tôi chọn áo hoa xanh lá trên nền xanh dương. Lần này bà không chê màu, mặc lên rất hợp, nhưng lại nói, cảm thấy hơi chật, người già thích rộng rãi hơn, bạn mang đi đổi đi. Tôi nói, Tết rồi, cửa hàng đóng cửa, quá thời hạn đổi trả, không đổi được. Thế là, bà đem áo tặng cho dì tôi. Tôi rất thân với dì, tặng cho dì cũng không sao, nhưng mẹ tôi cứ làm khó. Bà thích mặc rộng rãi, tôi nhớ rồi. Tết năm sau, tôi chọn áo bông rộng rãi, không quá chói, cũng không quá trầm. Ai ngờ, mẹ tôi lại không thích, bảo rộng quá, bà không mặc vừa, bảo tôi mang cho mẹ chồng tôi. Tôi choáng, mẹ chồng tôi còn gầy hơn mẹ tôi, không mặc vừa. Cuối cùng, tôi tặng cho mẹ chồng. Mẹ chồng không kén chọn, vui vẻ nhận, không chỉ quần áo, mà đồ ăn cũng vậy. Tôi mua sữa tươi hộp cho mẹ, mỗi thùng hơn 60 đồng, rất đắt. Ai ngờ, mẹ bảo tôi không uống sữa, thích cháo kê bí đỏ, ăn cơm thường là đủ rồi, tôi rất dễ nuôi. Thôi được, lần sau tôi không mua sữa nữa. Mẹ lại nói, dì ba bảo uống sữa bổ sung canxi, ngày nào cũng uống. Tôi đau đầu, lần sau không chỉ mua sữa, còn mua cả sữa chua. Mẹ nhìn sữa chua hộp nói, cái này chua quá, không ngon chút nào. Tôi không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Bà ngoại tôi thì khác, rất được yêu quý. Bà ngoại nói, luôn nói lời tốt đẹp với con cái càng ngày càng tốt, luôn nói lời xấu, con cái càng ngày càng xấu. Khi tôi học đại học, tôi mê đan mũ và khăn quàng. Tôi tặng cho bố mẹ, bà ngoại, ông bà nội, bà cô rất nhiều mũ và khăn quàng. Khi tôi tặng cho bà ngoại, bà vui mừng nói, Minh Nguyệt, đây là cháu đan à, đẹp quá. Bà đội mũ và quàng khăn ngay, đi đâu cũng khoe, đây là cháu ngoại đan cho, đẹp không? Mỗi lần tôi về thăm bà, đều mang nhiều hoa quả và bánh ngọt. Bà vui mừng nói, tôi thật có phúc, được Minh Nguyệt chăm sóc. Bà ngoại luôn khen con cái, không bao giờ nói xấu, chỉ nói tốt. Bà có 7 người con, 4 con rể và 3 con dâu, ai cũng hiếu thảo và hiểu chuyện. Ba cậu của tôi rất hiếu thảo, nổi tiếng trong vùng. Đôi khi, cậu mời bà ngoại lên thành phố, dẫn bà đi ăn, đi chơi. Bà thoải mái, không giống như bà cụ quê. Thực ra, bà ngoại không phải là người quê, bà từng sống ở thành phố, làm chủ nhiệm phụ nữ, chủ nhiệm đường phố, sau đó trở về quê làm trưởng nhóm sản xuất nữ. Bà ăn ở nhà hàng không ngại, món ăn đắt tiền không bận tâm, bà gọi món yêu thích, ăn uống vui vẻ,
khen ngợi không ngớt. Dù không hài lòng, bà vẫn vui vẻ nói: món này ngon, nhưng nhiều dầu, tôi không dám ăn nhiều. Lần sau, cậu biết không gọi món nhiều dầu. Tôi cảm thấy bà ngoại rất thông minh, mẹ tôi không học được điều này, tôi cũng khó khăn. Con gái tôi muốn thể hiện hiếu thảo, biết tôi thích trang phục dân tộc, mua nhiều phụ kiện cho tôi, không phải vàng bạc. Lần đầu, con tặng tôi dòng, tôi học theo mẹ, thể hiện vui mừng, nhưng thực ra không biết cách đeo. Lần thứ hai, con tặng tôi vòng tay, tôi vẫn cười, nhưng tôi chỉ đeo một vòng tay. Sau đó, con mua thêm nhiều phụ kiện. Đối diện với lòng hiếu thảo của con, tôi không biết nên khóc hay cười, dù mỗi món chỉ 10, 20 đồng, nhưng cũng là tiền. Con vẫn đang học đại học, dùng tiền của tôi mua. Làm một bà cụ không làm mất hứng thật khó. 76 tuổi, bà mẹ chồng chi triệu mua nhà cho con trai, nhưng bị con dâu đuổi ra khách sạn, sau đó con dâu quỳ xin tha thứ. Có câu nói rất đúng, tiền là gương chiếu yêu của tình cảm và là đá thử vàng của nhân cách. Tiền là thứ tốt, có thể nhìn thấu lòng người, bộc lộ bản chất, đo lường tình cảm, sự ấm lạnh. Trong xã hội hiện nay, nhiều người già sống phụ thuộc vào sự tương tác giữa tình thân và tiền bạc, sống trong an nhàn hoặc sóng gió. Khi tuổi già đến, dựa vào con cái để sống, tiền bạc hay tình thân đáng tin hơn. Bà Trương sống với con trai và con gái, trải qua cuộc sống hai cực khác nhau. Bà đến sống với con trai, chưa đầy một tháng đã bị con dâu đuổi ra. Sau đó, có chuyện xảy ra khiến con dâu hối hận, quỳ xin bà tha thứ. Chuyện gì đã xảy ra? Trước khi nghỉ hưu, bà Trương là giáo sư đại học, năm nay 76 tuổi, có hai con. 3 năm trước, con trai đề nghị bà bán căn nhà được phân phối về sống với gia đình con. Bà nói, nuôi con để phòng già, con nuôi mẹ nhỏ, mẹ nuôi con lớn, đó là lẽ thường tình. Khó có được lời hiếu thảo như vậy, bà đồng ý bán nhà, số tiền 1.26 triệu đồng đưa hết cho con dâu. Lúc đó, bà nghĩ đã tốt với họ như vậy, sống với con trai chắc không sao. Thực ra, bà có chút lo lắng, vì trước khi kết hôn, con dâu đã nhấn mạnh không muốn sống cùng bố mẹ chồng. Khi đó, để con trai kết hôn sớm, bà đồng ý yêu cầu của con dâu. Dù đã nhiều năm, nhưng lời con dâu nói vẫn làm bà lo lắng, nhưng con trai bảo đảm không có vấn đề, và bà đã đưa 1.26 triệu cho họ, nên bà nghĩ sống với con trai không sao. Nhưng không ngờ, khi về sống với con trai, con dâu không hoan nghênh, cả ngày mặt lạnh, không nói chuyện với bà. Điều này cũng không sao, bà không nói thì bà cũng không nói, không phải vấn đề lớn. Điều đau lòng nhất là con dâu luôn cố ý bắt bẻ, lúc thì nói bà giặt quần áo không sạch, lúc thì nói nấu ăn không ngon. Đáng cười là con dâu nói bà già rồi, có mùi người già, làm cả nhà khó chịu. Có lần con dâu cố ý tìm nhà trước mặt bà, muốn dọn ra ngoài sống với cháu, rõ ràng là muốn đuổi bà đi. Bà Trương tức giận, thu dọn hành lý, chuyển đến khách sạn gần đó, mỗi ngày 130 đồng. Bà có lương hưu 8.000 đồng mỗi tháng, chi phí này bà chịu được. Bà ở khách sạn hơn một tháng, con dâu không hỏi han, không gọi điện hay nhắn tin. Bà giấu chuyện này với con gái, nhưng sau khoảng 50 ngày, con gái biết chuyện. Con gái dẫn con rể và cháu đến đón bà. Khi họ gõ cửa, bà không mở, vì thấy xấu hổ. Lúc bán nhà, con gái và con rể không đồng ý. Con gái nói, mẹ nên giữ nhà, không phải không tin anh, mẹ biết tính con dâu rồi. Bà Trương hiểu ý con gái, nhưng khi đó bà bị con trai thuyết phục. Không ngờ, kết quả đúng như con gái dự đoán, bà không dám gặp con gái. Khi anh ta gõ cửa, bà Trương không mở. Cháu ngoại nói giọng trẻ con gọi, bà ngoại mở cửa, chúng ta cùng về nhà. Nghe vậy,
Bà Trương nước mắt giàn giụa, không thể kiểm soát cảm xúc của mình, khóc nức nở sau cánh cửa. Cuối cùng, bà mở cửa cho họ vào. Con gái nói, mẹ, sao mẹ không nói sớm với con, sao lại chịu khổ một mình ở đây? Con rể liền lấy hành lý của bà Trương và nói, mẹ, chúng ta về nhà thôi. Bà Trương mắt đầy nước mắt, theo con gái và cháu ngoại về nhà. Đến nhà con gái, bà Trương vẫn khóc, bà tức giận vì sự vô tình của con trai và cảm động vì sự hiếu thảo của con gái. Hôm đó, bà Trương nói với con gái, giờ mẹ chỉ còn một đứa con, chính là con, không có gì đau khổ hơn là trái tim tan nát. Bà Trương hoàn toàn thất vọng về con trai, người ta thường nói lấy vợ quên mẹ, không ngờ con trai mình lại là người như vậy. Ở nhà con gái, cuộc sống của bà Trương trở nên tốt đẹp hơn. Con gái và con rể đều hiếu thảo, bà Trương ở nhà con gái suốt 3 năm. Trong 3 năm đó, con trai gần như không hỏi han gì đến bà Trương cũng không gọi điện cho nó, trong lòng bà đã không còn chỗ cho nó. Con gái là chiếc áo bông nhỏ, chỉ có con gái mới thực sự tốt với bà Trương. Bà Trương dự định ở nhà con gái dưỡng già, mỗi tháng dùng 3.000 từ lương hưu để phụ giúp chi tiêu. Gần đây, nhà cũ ở quê của bà Trương bị giải tỏa, bà nhận được 400 triệu đồng tiền đền bù. Con trai biết tin, liền chạy đến bà Trương đòi tiền. Mẹ, lúc này mẹ phải tỉnh táo, 400 triệu này mẹ phải đưa hết cho con. Con là con trai trong gia đình. Tài sản của gia đình vốn dĩ là của con, mẹ đưa cho em gái thì chẳng khác gì đưa cho người ngoài. Bà Trương cười lạnh, nói, em gái con và em rể đều rất hiếu thảo. Con trai sốt ruột nói, mẹ, nói thật với mẹ, nếu mẹ không đưa cho con, vợ con sẽ ly hôn với con. Bà Trương nói, không sao, ly hôn thì ly hôn, mẹ sẽ tìm cho con một người vợ hiếu thảo khác. Con về nhà, nói lại nguyên văn lời mẹ cho vợ con. Con trai ủ rũ ra về. Tối hôm đó, con dâu đến nhà con gái, vừa gặp đã khóc lóc quỳ xuống trước bà Trương nhận lỗi, xin bà tha thứ. Bà Trương nói, mẹ có thể tha thứ cho con, các con về đi. Ai ngờ, con dâu nghe vậy liền đứng dậy, nói, cảm ơn mẹ đã tha thứ, vậy chúng ta chia tiền đền bù. Chúng con chỉ cần 300 triệu, số còn lại các người muốn chia thế nào cũng được. Bà Trương giận đến run rẩy, lớn tiếng, nghe cho rõ, số tiền 400 triệu này, mẹ không cho các con một xu nào. Con dâu lập tức lộ rõ bản chất, cũng lớn tiếng, mẹ không cho chúng con, không để lại cho cháu nội, mà lại cho người ngoài, đúng không? Nếu không cho chúng con, đừng mong chúng con chăm sóc mẹ. Bà Trương tức giận đẩy con dâu ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Bà Trương thực sự nhìn thấu con người cô ta, những người như vậy có thể trông cậy được sao? Con trai và con dâu không đáng tin cậy, bà Trương quyết định đưa toàn bộ số tiền 400 triệu cho con gái. Cuộc sống của bà Trương ở nhà con cái là như vậy, dưới cùng một mái nhà, cùng một cha mẹ nuôi dạy. Tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt về cách đối xử với tình thân và tiền bạc như vậy? Nhìn một người, nhìn cách họ xử lý tiền bạc là biết ngay. Phẩm chất tiền bạc thường phản ánh phẩm chất con người. Con trai và con dâu vì thiếu tình thân, tham lam tiền bạc, cuối cùng mất cả tiền lẫn tình thân. Còn con gái và con rể với lòng hiếu thảo chân thành, nhận được sự đáp lại bằng tình cảm và tiền bạc của mẹ. Tôi 70 tuổi, con trai và con dâu muốn đón tôi về sống cùng, biết được kế hoạch của họ, tôi kiên quyết muốn vào viện dưỡng lão. Sau khi đến thăm viện dưỡng lão, tôi quyết định dù thế nào cũng phải giữ lại số tiền hưu 6.200 đồng mỗi tháng. Tôi cảm thấy cuộc đời thật mỉa mai, có những điều người này ao ước, lại là điều người khác chán ghét. Em họ tôi 65 tuổi, cố gắng sống cùng con dâu, nhưng bị cô ta ghét bỏ. Sau vài lần về thăm, ngay cả con trai cũng không muốn.
Chỉ cần ông đề nghị đến ở, con trai và con dâu liền diện cớ quặc về nhà ngoại. Tôi không thích sống ở nhà con trai, vì ở đó tôi cảm thấy ngột ngạt, phải nhìn sắc mặt con dâu. Nhưng tôi lại bị buộc phải đến nhà con trai, lý do rất mỉa mai. 15 năm trước, khi con trai kết hôn, tôi và mẹ nó bỏ ra 300,000 đồng làm tiền đặt cọc mua nhà, vì chúng tôi cũng mới đổi sang căn hộ 3 phòng rộng, sau khi sửa xong không còn nhiều tiền. Con dâu muốn chúng tôi vay 250,000 đồng để sửa nhà cho họ. Tôi không đồng ý, đề nghị họ sống tạm ở phòng chính nhà tôi. Nhà tôi tuy 3 phòng, nhưng rộng 140 mét. Phòng chính còn có phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Chưa có tiền sửa nhà thì sống tạm cũng được. Nhưng con dâu lại nói một câu khiến tôi nhớ mãi: tôi cả đời sẽ không sống cùng bố mẹ chồng. Cuối cùng, hai vợ chồng họ vay 200,000 đồng từ nhà ngoại để sửa nhà. Đúng là vay, còn phải ghi tên con dâu vào sổ đỏ. Tôi không có ý kiến. Kết hôn rồi, là chuyện của họ, tôi không can thiệp. Khi con dâu mang thai, chúng tôi họp gia đình. Lúc đó tôi vẫn phải đi làm, cô ta yêu cầu vợ tôi chăm con. Người ta thường không thích mẹ chồng chăm con, nhưng con dâu tôi không phải người thường. Cô ta biết vợ tôi sức khỏe kém, không thể chăm con, nên đẩy việc này cho chúng tôi. Bề ngoài, cô ta rất hiểu chuyện, yêu cầu không cao. Nếu chúng tôi không giải quyết tốt, thì là lỗi của chúng tôi. Lúc đó, lương tôi 8,500 đồng một tháng, vợ không có việc làm, phải chi 2,000 đồng mỗi tháng cho thuốc men. Tôi đề nghị con dâu, mỗi tháng tôi sẽ đưa 3,500 đồng để cô ta tìm người thân chăm con, nhưng tôi chỉ hỗ trợ đến khi cháu 6 tuổi. Vì mỗi tháng có đóng góp, con dâu đối xử với chúng tôi cũng lịch sự, dịp lễ Tết đưa cháu về ăn cơm cùng. Khi vợ tôi bệnh nặng, cô ta đưa cháu đến bệnh viện thăm. Khi con trai bận, cô ta cũng giúp chăm sóc. 5 năm trước, vợ tôi qua đời, con dâu quan tâm đến tôi hơn, bảo con trai về sống cùng tôi 2-3 tháng, cuối tuần đưa cháu về ăn cơm. Ban đầu, tôi thấy ấm lòng, nhưng sau này thường nghe bạn bè nói, ông ngốc thật, con dâu không phải tốt với ông, cô ta sợ ông tìm bạn đời khác, muốn giám sát lương hưu của ông. Tôi nghĩ cũng đúng, họ kể những trường hợp tái hôn không hạnh phúc, nhắc nhở tôi giữ gìn tài sản, đừng bị lừa. Vì cuối tuần nào cháu cũng đến, tôi cho cháu 200 đồng, nên dù bận, họ cũng đưa cháu về thăm tôi. Dù có mục đích, nhưng tôi thấy vậy cũng tốt, có người quan tâm, cháu thích ở bên tôi, chúng tôi đều hài lòng. Cuộc sống như vậy cũng tốt, nhưng 1 năm trước, con trai và con dâu muốn đón tôi về sống cùng. Tôi sống một mình tốt, hai nhà không làm phiền nhau, cuối tuần tụ tập là được, hơn nữa tôi vẫn có thể tự chăm sóc. Tôi từ chối khéo, nhưng nghĩ trong lòng, chẳng phải con dâu nói cả đời không sống cùng bố mẹ chồng sao? Cô ta làm thân, chắc không có ý tốt. Con dâu không quan tâm lời tôi, nói, bố già rồi, sống một mình, chúng con không yên tâm, nửa đêm có gió mưa, A Bình, tên con trai tôi, lo lắng, sợ bố dậy đóng cửa, lấy đồ sẽ bị ngã. A Nguyên, tên cháu tôi, học lớp 9, bài tập nhiều, đi lại không tiện, vì con và cháu, bố chuyển về sống cùng chúng con. Con trai nói vậy, tôi không từ chối được, đành chuyển về nhà con trai. Sống thoải mái 1 tháng, con dâu đề nghị cho thuê căn hộ 3 phòng của tôi. Tôi đồng ý mà không suy nghĩ. Việc cho thuê do con trai lo, họ sợ tôi phiền phức, nên việc thỏa thuận và ký hợp đồng đều do con trai làm. Mỗi tháng 3,800 đồng tiền thuê cũng vào tài khoản của con trai tôi. Sau khi nhà tôi cho thuê, thái độ của con dâu thay đổi. Có lúc, khi tôi ra ngoài chơi với những phụ nữ trẻ hơn và độc thân, chỉ là tụ tập uống trà hoặc tham gia các hoạt động của người cao tuổi, con dâu biết được sẽ nói tôi lãng phí tiền, bảo tôi mắc bệnh của những người đàn ông quá bụa.
Ngoài ra, con dâu thường nói tôi lười biếng, không giúp quét dọn, không mua quần áo, còn bắt con dâu giặt giũ, đi vệ sinh không sạch sẽ. 5 năm con dâu còn thường ám chỉ tôi, nếu không giao tiền cho cô ấy giữ, lỡ bị người khác lừa thì là do tôi đáng đời. Tôi mới nhận ra, con dâu muốn đón tôi về sống cùng có 3 mục đích. Thứ nhất, cho thuê nhà tôi, mỗi tháng thêm 3-4 ngàn thu nhập. Thứ hai, giám sát tôi xem có tìm bạn đời mới không. Nếu tôi có quan hệ với phụ nữ độc thân, cô ấy sẽ can thiệp. Thứ ba, muốn kiểm soát lương hưu của tôi. Thực ra, tôi già rồi, chơi với những phụ nữ trẻ đẹp có thể giúp tôi vui vẻ, tôi không tiếc tiền. Thi thoảng mời họ ăn uống, đó cũng là hoạt động xã hội người già thích. Dù không vui chơi nữa, khi nằm trên giường rồi cũng không thể vui chơi được. Tôi không lười biếng, khi quét nhà, con dâu bảo tôi nghỉ ngơi để giúp việc quét. Tôi đi chợ, con dâu chê đồ tôi mua già, bị lừa, không tươi. Tôi muốn giặt đồ, con dâu bảo để máy giặt giặt, giặt tay sẽ làm bẩn ban công, cô ấy lấy đồ của tôi giặt chung. Nhưng nếu tôi giặt chung đồ của mình và của họ, cô ấy lại chê đồ tôi bẩn. Biết được mục đích của con dâu, tôi lo lắng. Cô ấy đã đạt được 2 mục đích, lương hưu của tôi khó thoát khỏi tay cô ấy, nhưng tôi không thỏa hiệp. Dù mỗi tháng chỉ có 6.200 đồng, đó là lòng tự trọng cuối cùng của tôi. Giao cho con dâu, tôi không biết sống sao. Có thể vì tôi không chịu giao tiền, cô ấy thường bóng gió mắng tôi. Ở nhà con trai 6 tháng, tôi không chịu nổi. Tôi muốn về nhà mình, mướn người giúp việc cũng được. Nhưng con trai nói đã ký hợp đồng 3 năm, hủy hợp đồng phải bồi thường 50 ngàn. 50 ngàn không phải là số nhỏ, tôi không thể làm liều. Ở nhà con trai rất khó chịu, tôi là người dễ bị tổn thương. Con dâu chỉ cần một lời mỉa mai cũng khiến tôi buồn lâu. Sau đó, tôi thấy một người cháu xa quảng bá viện dưỡng lão anh ta góp vốn, liền đề nghị đi thăm. Trong lòng tôi, viện dưỡng lão là nơi cô độc, không có niềm vui, chỉ có những người bất đắc dĩ mới đến. Nhưng không ngờ, viện dưỡng lão của người cháu khiến tôi kinh ngạc. Dù ở ngoại ô, nhưng có 3 khu. Người tự lo được sống ở khu phong hoa, giống như trường học, có nhà ăn, khu vui chơi và vài phòng học, có thể học nhảy múa và kiến thức văn hóa. Ở khu phong hoa là những người từ 60 đến 70 tuổi, nam trông rất khỏe mạnh, nữ duyên dáng, cùng nhau đá cầu, đọc sách, khuôn mặt ai cũng vui vẻ. Khu chữ Ý có nhiều cô chăm sóc hơn, môi trường sạch sẽ, không khí tốt, nhưng ít niềm vui hơn, có cảm giác buồn bã, đa số nằm trên giường đợi các cô chăm sóc. Giá ở các khu khác nhau cũng khác, khu phong hoa mỗi tháng chỉ 3.800, tôi thấy mình có thể sống ở đó, nhiều người, có lớp học, cảm giác như thời học sinh cũng hay. Tôi kể tình hình viện dưỡng lão cho con trai và con dâu, nói muốn vào đó sống. Tôi nghĩ con trai sẽ nói, bố vui là được, không quen thì về ngay. Không ngờ, con dâu nói trước, đồ ích kỷ. Tôi ngạc nhiên nhìn con trai, hỏi sao tôi muốn vào viện dưỡng lão, không làm phiền các con, lại là ích kỷ. Con trai nói, bố cứ ở nhà con là được, còn muốn làm gì nữa. Con dâu nổi cáo, bố còn hỏi ích kỷ ở đâu. Khi cưới, bố chỉ cho tiền đặt cọc, giờ chúng con còn trả nợ. Bố nghĩ đến giúp chúng con chưa? Bố nghĩ tôi muốn sống cùng bố sao? Chẳng qua vì tiền thuê nhà, không đành lòng từ chối thôi. Chúng con áp lực lớn, muốn sinh con thứ hai. A Huyên sắp lớn, cần mua nhà cho nó. Chúng con khó khăn, bố lại muốn ra ngoài hưởng thụ, muốn dùng tiền sống nhà người khác. Bố sống với chúng con, không để bố làm việc nhà, nấu cơm cho bố, mà không thấy bố đưa 3.800 mỗi tháng, bố nói có ích kỷ không? Nghe con dâu nói, tôi muốn hỏi tiền thuê nhà không phải 3.800 sao? Nhưng tôi không nói, sợ con trai cãi nhau,
nhìn con dâu như mụ la sát, tôi không dám phản bác, sợ phản bác một câu, cô ấy mắng 10 câu. Sau một hồi chịu đựng, tôi cảm thấy mình làm sai nhiều việc, bật khóc. Người khác sợ con cái đưa vào viện dưỡng lão, sợ sống khổ, còn tôi chỉ muốn sống thoải mái ở viện dưỡng lão, lại bị con dâu mắng la ích kỷ. Trong mắt con cái, phải chăng cha mẹ già chỉ có ý nghĩa khi còn tiền? Theo ý con dâu, dù tôi thuê nhà 2.000, không mướn giúp việc, cũng là ích kỷ. Tôi nên sống với họ, giao tiền thuê nhà, giao lương hưu cho họ, nhưng tôi không để họ đạt được mục đích. Tôi còn khỏe mạnh, tự dọn đồ, để cháu đón. 6.200 lương hưu là lòng tự trọng cuối cùng của tôi, dù con trai sinh thêm con, tôi cũng không giao, dù phải vào khu chữ Ý, tôi cũng không giao. Có một ông lão 86 tuổi, ở nhà con gái, không được ngồi bàn ăn, con gái ly hôn, ông cho 2 căn nhà và 120 triệu. Chào mừng đến với kênh Lời Tâm Sự Tuổi Trung Niên, chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị. Một cô con gái nhỏ 51 tuổi tổ chức sinh nhật, ông Ngô mang bánh tự làm đến nhà con gái, nhưng con rể không cho ông ngồi ăn, cả cháu ngoại cũng chê ông có mùi. Đây không phải lần đầu bị con rể chê, nhưng ông Ngô vẫn nhẫn nhịn, nghĩ đó là người nhà, nhịn được thì nhịn, vì đó cũng là nhà con gái. Nhưng con gái kéo tay ông về nhà ngoại. Con gái nói, sống với cha là hạnh phúc lớn nhất đời con. Bánh cha làm là bánh ngon nhất thế giới, con muốn ăn cả đời. Ông Ngô năm nay 86 tuổi, là giáo viên về hưu có tiếng ở địa phương. Ngoài ra, ông có 4 con trai và 1 con gái. Điều đáng ngưỡng mộ là ông rất kỷ luật, mê bơi lội. Khi còn trẻ, ông thích bơi ở con sông trước làng, không ngừng suốt 4 mùa. Dù sau này chuyển nhà, ông vẫn giữ thói quen đó, thường xuyên đến bể bơi. Có lẽ nhờ bơi nhiều năm, ông vẫn giữ được dáng dốc trẻ trung, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nhìn từ sau, không ai nghĩ ông đã gần 100 tuổi. Mười mấy năm trước, vợ mất, ông Ngô bắt đầu sống một mình. Đa số thời gian, ông thích đạp xe tự do khắp nơi. Các con trai đều muốn đón ông về sống cùng. Ban đầu, ông Ngô đến nhà con trai út ở, chưa đầy 2 tháng đã về. Lý do là con dâu chê ông ăn nhiều. Cô ta cố tình mắng cháu trước mặt ông, bảo thằng bé không làm gì mà ăn nhiều, nhà sắp bị ăn đến nghèo. Thực ra, ông Ngô rất thích ăn thịt, có thể nói không có thịt không vui, nhất là thịt ba chỉ, thịt kho tàu, thịt quay, đều là những món nửa nạc nửa mỡ. Nhiều người khuyên ông ở tuổi này nên ăn nhạt, ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Nhưng các chỉ số sức khỏe hàng năm của ông đều phù hợp với độ tuổi, thậm chí tốt hơn nhiều người cùng tuổi. Ông Ngô rất tự tin về sức khỏe của mình, thường nói, tôi biết rõ sức khỏe của mình. Nhưng thói quen này làm con dâu chê ông tham ăn. Dù không nói thẳng, nhưng ông Ngô không muốn nghe con dâu mắng mỏ, ảnh hưởng tâm trạng. Ông cũng không phải không thể mua thịt, sao phải nhìn mặt con dâu. Một đời được tôn trọng, không cần vì vài miếng thịt mà làm mất mặt. Chưa đầy 2 tháng, ông Ngô chịu không nổi, để lại 2.000 tiền ăn cho con trai, tự bắt xe về nhà. Sau đó, ông Ngô được con dâu thứ hai đón về. Con trai thứ hai muốn ông giúp dạy bảo mấy đứa cháu nghịch ngợm, nhưng cách giáo dục của ông Ngô khác với hiện nay. Chưa đầy nửa tháng, con dâu thứ hai tìm ông Ngô, ba không thể nhẹ nhàng hơn với bọn trẻ được sao? Cả ngày chỉ la mắng, bọn trẻ thấy ba như mèo thấy chuột, không dám ngẩng đầu, học giỏi thì có ích gì. Con dâu thứ hai còn nói, bây giờ giáo dục khác xưa rồi, chúng tôi quan tâm đến việc hướng dẫn hơn là la mắng. Trẻ con cũng có lòng tự trọng. Ông Ngô cảm thấy quyết định đến sống ở nhà con trai thứ hai là sai lầm, nhưng ông không hối hận về cách dạy dỗ của mình. Dù sao đó cũng là cháu chắt của ông, là hậu duệ của mình,
cần phải dạy dỗ. Tuy nhiên, lời của con dâu vẫn làm ông Ngô buồn. Ông nghĩ có lẽ mình thực sự không phù hợp để dạy trẻ con. Để không làm khó nhau, ông Ngô chủ động đề nghị về nhà. Từ đó, ông Ngô không muốn sống cùng bất kỳ con trai nào nữa. Ông thấy sống một mình thoải mái hơn, không phải nhìn sắc mặt ai, cũng không phải bận tâm đến cảm xúc của người khác, hoàn toàn do mình quyết định. Ông hiểu rằng, dù sống với con trai nào, cũng sẽ gây ra sự bất mãn từ những người con khác. Vì các con trai đều lo sợ ông sẽ để lại tiền tiết kiệm cho người sống cùng. Khi con gái biết chuyện, rất tức giận, cô tìm gặp các chị dâu nói, bố đã già rồi, mọi thứ bố có đều do bố tự kiếm. Là con cái, chúng ta nên tôn trọng và chăm sóc bố. Con gái đề nghị, dù bố có lương hưu, con cái cũng nên thực hiện nghĩa vụ chăm sóc. Các con trai nên thay nhau chăm bố. Nhưng các con trai và con dâu đều phản đối, nói rằng nhà mình có nhiều việc, không có thời gian chăm bố, nói rằng bố vẫn khỏe mạnh, không cần chăm sóc. Nghe các con nói vậy, ông Ngô im lặng. Dù có thể sống độc lập, nhưng nghe con trai nói những lời vô tình, lòng ông vẫn lạnh lẽo. Không có cha mẹ nào không muốn sống cùng con cái. Sau đó, con gái lại đề nghị, nếu không có thời gian chăm sóc, thì góp tiền thuê người chăm bố. Khi nhắc đến tiền, các con dâu phản ứng nhanh nhất, nói rằng, mình không có tiền, cộng lại cũng không bằng lương hưu của bố. Hai đề nghị của con gái đều bị từ chối. Ông Ngô giả vờ không quan tâm, nhưng thực lòng vẫn bị tổn thương bởi sự vô tình của các con trai. Con gái muốn đón ông về sống cùng, nhưng ông từ chối vì biết cuộc sống của con gái cũng không dễ dàng, không muốn làm phiền. Từ đó, con gái thường xuyên đến thăm ông, mỗi lần đều mang theo nhiều đồ ăn, nhất là rau xanh và thịt. Dần dần, ông Ngô mong chờ những lần con gái đến. Khi con gái đến, bếp trở thành thế giới của hai cha con, họ cùng nhau nấu ăn vui vẻ. Nhưng sự bình yên này bị phá vỡ bởi một sự cố. Một ngày nọ, con dâu út tức giận tìm đến, chỉ trích ông Ngô thiên vị, cho tiền con gái, coi con trai không phải con ruột. Cô còn nói nhiều lời khó nghe, đối với ông Ngô, người rất coi trọng sự riêng tư và thể diện, đó là cú sốc lớn. Ông Ngô ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu. Sau khi cứu tỉnh, ông Ngô bị liệt, không thể nói, tay run, miệng méo. Bác sĩ nói ông bị đột quỵ. Sau đột quỵ, ông Ngô phải nằm trên giường, không thể tự chăm sóc, thậm chí không thể ăn uống bình thường, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, luôn cần người bên cạnh chăm sóc, mà người đó chỉ có con gái. Con gái bỏ mọi việc để chăm sóc ông. Từ khi ông vào viện, gần 2 tháng không rời bệnh viện. Khi ông xuất viện, con gái cũng kiệt sức. Về nhà, con gái lại đề nghị các anh chị thay nhau chăm bố, nhưng các anh trai đều tìm lý do. Anh cả nói mình sức khỏe kém, không thể chăm người liệt. Anh hai ở xa, không thể giúp, chỉ có thể đóng góp tiền. Anh ba và anh tư nói có thể chăm trong thời gian ngắn, nhưng lâu dài thì cũng có gia đình phải lo. Con gái đề nghị các chị dâu chăm bố, nhưng họ nói mình là phụ nữ, không tiện tắm rửa, thay tã cho bố chồng. Cuối cùng, không ai chịu chăm. Con gái đành thuê người giúp việc chăm sóc ông suốt 24 giờ. Các anh chị thay nhau đưa ông đi trị liệu phục hồi. Con gái ở lại nhà chăm bố, không ngừng massage, tắm rửa cho bố, như chăm con nhỏ. Có lẽ nhờ thể trạng tốt và sự chăm sóc tận tình của con gái, hơn một năm sau, ông Ngô có thể đứng dậy, đi vài bước với gậy. Khoảnh khắc đó, ông Ngô khóc, không ngờ mình còn có thể đứng lên. Sau 2 năm không tự chăm sóc được, ông không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Khi đó, ông thà chết còn hơn sống mà không có lòng tự trọng. Nay ông thấy hy vọng, tất cả là nhờ con gái. Nếu không có con gái, ông không biết mình sẽ ra sao.
có lẽ sẽ như ông già bẩn thỉu, hôi hám, sống không có lòng tự trọng, không có hình ảnh. Dù cơ thể không thể trở lại như xưa, nhưng ít nhất ông có thể tự chăm sóc, ra công viên tắm nắng, đi siêu thị gần nhà. Qua thử thách này, ông Ngô thấy rõ con cái mình, biết ai thực sự tốt với mình. Ông quyết định để lại tiền tiết kiệm và nhà cho con gái. Nhưng ông không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Vào sinh nhật con gái, ông muốn tổ chức cho con một sinh nhật thật đặc biệt. Nhưng con rể không cho ông ngồi ăn, thậm chí cháu ngoại cũng chê ông có mùi. Con gái tức giận, không muốn cha mình bị đối xử như vậy, kéo ông về nhà ngoại tổ chức sinh nhật. Hôm sau, con gái nói, cha, con muốn ly hôn. Ông Ngô nhìn thấy quyết tâm trong mắt con gái, cũng thấy được nỗi đau của con. Ông không hỏi gì, chỉ mỉm cười nói, cha ủng hộ con. Hôm đó, con gái mang hành lý về nhà, nói, từ nay, con chỉ làm con gái của cha. Tối đó, để ăn mừng con gái trở lại độc thân, ông Ngô lấy chai rượu quý ra, hai cha con vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Ngày hôm sau, ông Ngô dẫn con gái ra ngân hàng, chuyển hết 120 triệu tiền tiết kiệm cho con, đồng thời chuyển quyền sở hữu căn nhà con gái trả tiền đặt cọc sang tên con và một căn nhà khác. Ông Ngô nói, cha là điểm tựa lớn nhất của con, những gì cha cho con hôm nay là nền tảng của con. Con không cần nhìn mặt ai, cũng không cần chịu thiệt thòi. Hôn nhân chỉ là một lựa chọn, đường này không thông, chúng ta đi đường khác. Con gái ôm cha khóc nức nở, dù cha đã già, nhưng vẫn là điểm tựa, vẫn có thể che chở cho cô. Đó là sức mạnh của gia đình nhà mẹ đẻ. Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ khi đối mặt với hôn nhân của con cái thường khuyên con không nên ly hôn. Họ quen theo ý kiến xã hội hoặc dùng ý thức chủ quan khuyên con không ly hôn. Đối với nhiều cha mẹ, họ chỉ quan tâm đến cái nhìn của người khác mà không thấy con cái sống khổ cực ra sao. Có câu nói, hôn nhân là một quá trình tu hành. Nhưng cuộc sống là của mình, không tu thành thì mỗi người một ngã, cho nhau cơ hội làm lại. Không thành gia đình thì làm người xa lạ, tốt đẹp mà chia tay. Cha mẹ là điểm tựa của con cái. Quý vị có suy ngẫm gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Xin chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống một đời bình an trọn vẹn. Cảm ơn đã dành thời gian dõi xem Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại.